Trong ngày 17 tháng 3, thì Ban điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thông qua các sửa đổi quy định cho phép thể chế tài chính này phê duyệt các chương trình cho vay mới dành cho các quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn cao cá biệt. Trong tuyên bố, IMF nhấn mạnh những sửa đổi trong chính sách đảm bảo tài trợ của IMF sẽ được áp dụng đối với các quốc gia trải qua những chấn động phát sinh ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách sở tại và vượt phạm vi chính sách kinh tế của quốc gia đó. Để các quốc gia được hưởng các khoản vay theo chương trình trên, IMF sẽ đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi và đáng tin cậy của chương trình dựa trên các rủi ro tiềm tàng, cũng như xác định chương trình đó có phù hợp với các yêu cầu pháp lý và chính sách cho vay của IMF hay không. Tuyên bố của IMF không đề cập cụ thể Ukraine, nhưng những điều chỉnh trên từng được nêu ra trong các cuộc đàm phán về nguồn tài chính mới với giới chức nước này tại Kiev. Ukraine hiện đang tìm kiếm gói hỗ trợ tài chính của IMF trị giá 15 tỷ đô la Mỹ.